Mấy bắp cải của mình hôm nay á, này nó to bự dễ sợ luôn chưa nè, thấy ham không? Đó, bắp nọt đó là mình thấy là thu hoạch được hết trơn rồi đó. Bự ghê không? Bắp này thấy nhỏ này. Coi cái bắp này nó to chưa? Bự ghê không nè, mình xè cái bàn tay 5 ngón ra, bung thẳng ra luôn nè mà vẫn không hết cái bắp cải của nó này không? Bự ha, cái bắp này nó to dễ sợ không? Đó, cái bắp này cũng bự này. Trồng á là mình trồng cùng một lứa một lượt á, mà cái bắp cải tím mình thấy nó đều đọt quá, nó không có phát triển, nó không có tốt. Cái bắp cải xanh nó làm người ta có bắp, người ta thu hoạch vô ăn luôn được rồi, còn nó là bây giờ mới bắt đầu nó ra bắp thôi. Cái tím thấy nó có vẻ nó yếu ha, hay là mình chăm sóc nó không tốt cũng không biết nữa. Trồng cùng một lượt, trồng chung một loại đất nhưng mà cái xanh thì nó bung ra bự, còn cái tím thì nó èo ọt, nó nhỏ chứ nó không có được to. Đó, coi nè, coi cái bắp của nó bự ghê chưa. Đây. Ham ghê chưa cả nhà ơi. Xin chào tất cả quý cô chú anh chị các bạn nha. Đó, hôm nay mình ra mình thu hoạch mấy cái bắp cải nồi này vô mình làm kim chi. Hổm giờ là mình coi trên mạng, coi YouTube á, để cách chia sẻ cái cách làm á. Đó, hổm giờ là mình coi mình ghi xuống hết trơn rồi, bây giờ mình thu hoạch nè, đem vô mình làm thử ăn coi có ngon hay không nha. Mấy cái bẹ này hồi mình đem ra đằng sau á, mình cho mấy cho con bọ nó ăn cái nó thích lắm. Coi nó ngon dễ sợ không? Mấy cái bắp cải này á, mình trồng nó cũng có sâu nhiều lắm đó. Mà mình lâu lâu mình có pha cái muối Epsom salt với lại xà bông á, mình xịt lên. Lúc mà nó đang ra mấy cái đang xếp mấy cái bắp lại thành cái bắp ở bên trong á, cái bắp nó non á, cho nên là sâu nó mê lắm, thường hay là có sâu ngay cái thời điểm đó. Cái bắp mình thấy nó chắc ngon lắm nha, chắc nịch luôn á. Mấy bắp cải này ở ngoài chợ họ bán cũng rẻ rề à, nhưng mà tại vì trồng á, nhìn nó ra ra bắp nhìn thấy cưng, thấy thích lắm. Với lại mình trồng ở nhà mình ăn nữa thì nó sẽ tốt hơn, với lại nó cũng vui nữa. Coi nè, ngon dễ sợ không? Hôm nay mình thu hoạch vô mình làm kim chi thử cái ăn ngon không nha. Thấy trên mạng người ta chỉ hướng dẫn làm á, thấy rất là đơn giản dễ làm. Mình làm á, mình nhiều khi mình để đó mình ăn ăn cơm với cá kho hoặc là thịt kho đó. Nó rất là ngon. Ăn nó chua chua. Kim chi ăn chua chua nó dễ ăn cơm. Cái bắp này là bắp nó to dễ sợ. Lần đầu tiên mình làm cho nên là mình không có biết là nó có ngon hay không. Mình làm hai bắp thôi ha. Đây nè, cái bắp cải mà mình trồng nè, ở bên trong nó như thế này. Sao nó không có chắc bằng giống như mình mua ngoài chợ, cái bắp cải của nó chắc cứng luôn ha. Còn này nó có từng lớp nó xốp xốp nè. Hy vọng làm là ăn sẽ ngon. Thấy trên mạng chia sẻ rất là đơn giản. Nhưng mà mình làm ăn ngon hay không đó là một chuyện nữa. Mấy cái cà rốt với lại củ hành tím này á, là mình đã cắt và mình ướp chung trong đây là đường với lại muối nè, một muỗng canh đường một muỗng canh muối mình ướp trong đây để cho nó ra mấy cái nước của củ cải đó, mình ngâm đây mình để đây khoảng 1 tiếng sau mình trở lại thì mình sẽ cắt cái nước của nó ra. Cái bắp cải mình đã rửa sạch xong rồi, mình cho một chén muối vô cái nước nóng nè. Cái bắp cải này mình để ngâm trong cái nước muối này khoảng 1 tiếng sau mình sẽ trở lại để mình coi nó như thế nào, rồi mình sẽ vớt ra để cho nó ráo, rồi mình sẽ trộn để làm kim chi. Hy vọng làm ăn sẽ ngon ha. Bây giờ mình ra đây mình thu hoạch mấy trái su su.
Mình thấy có một số trái nó to rồi. Coi nè, bự ghê không? Trái nó rất là to ha. Nhiều ghê không? Mới hái có chút xíu thôi nè. Ai cha ơi, quá chừng luôn. Ở đây mình thấy có một trái nó cũng to nè. Không biết nó già chưa. Chưa chưa, nó còn non. Mình bấm nó còn lủng. Bấm nó còn lủng là nó chưa có già. Mùa này mà nhà mình á, cái vàng su su nó vẫn còn ra trái. Mình hái đợt này rồi mà mình vẫn còn thấy nó có bông nhỏ nhỏ, với lại mấy cái trái nhỏ nhỏ nó bắt đầu nó đang ra nữa đó. Nhưng mà nó ra không có nhiều, nó không có rộ bằng mấy cái tháng giống như tháng 9, tháng 10 á, thì nó nhiều. Đây nè. Đây nè, mấy trái nhỏ nhỏ này là khoảng 2 3 ngày nữa là mình ra là mình hái ăn được nữa đó. Ý dù. Ra về vườn á là không thu hoạch cái này thì mình cũng có cái kia để thu hoạch nè. Bây giờ mình sẽ đi qua bên hông đằng trước nha, bên hông bên kia để coi anh Long anh làm cái hàng rào tới đâu rồi. Mới bắt đầu làm mày ngày hôm nay thôi, không biết là làm tới đâu rồi nữa. Trời ơi, nguyên cái hàng này anh nghĩ là đào bao nhiêu lỗ đó? Cả chục không? Gần chục thôi hả? Chục 10 hay là 12 hay là 14? Chục 14. Anh mua cây, mấy cây này là đủ hết chưa? Anh đổ xi măng đổ nước vô hả anh? Cứng cáp dữ ha. Đó. Làm phải cứng chứ. Đây đằng sau nhà của mình nè, cây bưởi nè. Hái hái hết rồi. Bây giờ là lấn, hai chồng là lấn sang qua đằng bên hông đằng trước đây luôn. Coi đó. Cực ghê chưa? Ai biểu mà ham ham làm nông, ham làm lông, cho nên giờ là phải cực vậy đó. Hết chỗ trồng rồi. Làm giờ đi xin để về dạ. Gắn gắn làm đi ha, rồi mốt về già hai chồng mình ra sau vườn để ngắm nghía hái trái rồi. Chứ về già mà mới bắt đầu làm là không có sức làm nổi. Tính 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 xa. Cái đồ gấp đất đó cũng tiện quá anh hả? Chứ nếu không là anh phải lấy cái giá anh múc biết chừng nào ta. Này đào rồi sướng. Đào sướng. Em ấy đào mệt đuối hai cánh tay luôn chứ ở đó là sướng. Nhưng mà nó đỡ cực hơn. Wow. Cái này là nó chế cho đào mấy lỗ sâu nhìn. Vậy vậy anh đào là cái chiều sâu nó xuống là khoảng bao 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 xa? 2,5 feet. 2,5 feet. Ông ơi, dễ sợ không? Rồi cái cây anh chôn xuống ông đổ xi măng. Wow, bởi vậy nó không chắc sao được, nó cứng mà. Đây giờ hai chồng có thêm một phỉnh đất ở bên hông này nữa đó. Cái phía bên của mình á thì nó to hơn, nó to hơn phía của người ta. Mình canh ngay chỗ cái hàng rào chính đó, hàng rào tường á chính đó, gốc cây anh Long anh làm rồi đó đó. Bên mình thì nó được nhiều hơn. Lúc trước thì hai chồng định là thôi chắc không có làm gì bên đây đâu, nhưng mà cuối cùng trồng trồng cây riết rồi, bây giờ hết chỗ trồng rồi, trồng chậu luôn rồi mà nó vẫn còn có những cây mà ham quá đi chứ. Bây giờ suy nghĩ là thôi mình làm thêm một cái hàng rào bên đây nữa cho nó riêng biệt, mình trồng cây cho nó thoải mái. Với lại mình làm trồng trồng hay không trồng cây, giờ mình cũng làm hàng rào riêng này á, nhiều khi nó cũng nó riêng tư của mình á. Nhiều khi đi mình đi ra đi vô mình để đồ gì bên hông của mình cũng cảm thấy nó thích hơn. Cái gì mà nó thuộc của mình cảm thấy thích hơn hay đi. Cái gì à? Ướt hả? Cát hả? Càng sâu với cát anh hả? Wow. Ngày xưa đó bà nói, mà bà nói á, chỗ này ở đây là sông này kia. Phù sa. Cái phù sa. À, cát nè. Sâu ở dưới, bên dưới là cát. Cái sông hả anh? Cái này là chữ ngày xưa, ở chỗ này là cái sông hả? Cái rạch đó, cái farm. Cát trắng luôn ha. Nè. Bây giờ mình sẽ ra đằng sau ha, để mình
coi mấy cái bắp cải mình ngâm cái tới đâu rồi, để mình để cho nó ráo rớt, để cho ráo rồi mình sẽ trộn làm kim chi để ăn nha. Xong mình vô mình làm ăn buổi cơm trưa luôn, để anh Long anh làm một mình ở bên đó đi. Củ cà rốt với lại hành á, mình đã cắt ra mình ngâm với muối với lại đường nó ra cái nước rồi nè. Đó, bây giờ mình sẽ vớt nó ra mình để cho ráo, không cần rửa. Cái này trên mạng mình thấy là hướng dẫn là không có rửa, nếu mình rửa đó là nó sẽ bị hư. Đó, cho nên là mình chỉ cần vớt ra để ráo thôi là mình trộn được rồi. Bắp cải này bây giờ là mình thấy là nó xìu xuống giống như là nó mềm mềm á. Vớt ra luôn không cần rửa. Mấy cái bắp cải này kia mình đã để nó ráo rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ trộn mấy cái gia vị này kia vô để mình làm kim chi nha. Đây là cái phần nước giấm mà mình đã pha ra rồi nè. Đó, trong đây mình để một chén nước, một chén giấm với lại hai chén đường, tỏi, ớt mình băm ra. Đó là mình bỏ vô trong đây. Bây giờ là mình chỉ việc là đổ cái nước này vô mình ngâm thôi. Mình ngâm ở đây khoảng chừng 1 cho tới 2 tiếng, sau đó cái mình bỏ mấy cái bắp cải vô cái keo. Mình lấy cái nước mình nấu sôi lên mình để nguội, rồi cái là mình đổ vô keo lại mình ngâm để tủ lạnh mình ăn dần ha. Mấy cái bắp cải này mình ngâm với nước muối với nước nóng á, cho nên là nó dột lại nè. Chưa gì trơn mình thấy ăn cũng ngon rồi đó. Đây cả nhà xem cái hũ bắp cải kim chi của mình nè, đã làm xong rồi nè. Ở màu xanh, màu cam, màu tím, nhìn nó rất là hấp dẫn ha. Nhìn cũng bắt mắt lắm chứ bộ. mấy cái bắp cải này mình ngâm ở trong cái thau hồi nãy đó ha. Giờ mình vớt ra bỏ vô cái hũ, sau đó mình lấy cái nước á, mình nấu cho nó sôi lên, mình để nguội thật là nguội luôn, rồi mình đổ vô lại mình ngâm lại. Cái nước mình đun sôi lên mình ngâm lại thì mình để ăn nó sẽ lâu hơn. Bây giờ mình sẽ ăn thử coi nó ngon hay không nha. Cái này ngâm cũng được mấy tiếng đồng hồ rồi. Hồi nãy mình quên mình nói cái phần nước mà mình pha sẵn á, cái nước giấm á, là trong đó nó có nước mắm nữa. Là trong cái hũ mà mình pha sẵn là có một phần giấm, một phần nước và hai chén đường, tỏi và ớt mình băm nhuyễn mình bỏ vô, cộng với lại mình bỏ hồi nãy là khoảng 6 muỗng canh ăn phở đó, cái nước mắm nữa. Cho nên trong đây nó có nước mắm ở trong đây nữa ha. Nó rất là thơm, để mình ăn thử coi. Ăn rất là giòn, nó có cái vị ngọt chua chua và mặn mặn của nước mắm, ngon ngọt lắm. Cái này mình để thêm một ngày nữa ha, là cái độ chua của nó sẽ nhiều hơn, mình nghĩ ăn nó sẽ ngon hơn. Đó, còn này mình mới ngâm thôi. Thôi mình cũng tạm ngưng cái video đây nha. Xin chào và tạm biệt tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Xem video nhớ cho mình xin một like, cũng như là những ai mà chưa bấm nút đăng ký kênh thì nhớ bấm nút đăng ký ở bên dưới video để có thể theo dõi thêm nữa những video khác từ gia đình của mình. Xin chào và tạm biệt tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Bye bye.